Anh chị em thân mến, chúng ta mới vừa thánh lễ xong, còn một số người còn đang lấn cấn ở ngoài kia, cho nên chúng ta cố chờ chừng độ khoảng độ 5 phút nữa được không ạ? Chờ chừng 5 phút thì chúng ta bắt đầu. Anh chị em ăn uống gì chưa? Toàn là những người mát hết. Đồ ăn đồ uống mà không ăn thì sao? Đấy, trời. Giống Chúa Giêsu cho họ ăn đó hả? Cái xím này sấy mà thèm chẳng thấy. Chúa Giêsu làm phép lạ, nhưng mà tớ làm phép lạ được không? Tớ làm phép lạ được. Chúa Giêsu làm phép lạ cho các xím có bánh ăn, đó là chuyện nhỏ. Còn tớ làm ngon hơn nhiều. Tớ không cho các xím ăn mà các xím cũng vẫn đến đây, mà các xím vẫn không cảm thấy đói. Đấy mới là phép lạ. Bây giờ đến đây xong rồi bắt đầu: bỏ chồng em đi với ai. Quá sức. Rồi bây giờ mình chắc có lẽ mình cũng phải bắt đầu thôi, tại vì mình chờ lâu quá cũng không nên, đúng không ạ? Mình hun nóng kia tâm tình của chúng ta bằng bài hát đi đã, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện để cái nhẫn nha ai đến thì chúng ta mời họ đến, được không? Ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu nhé. 1, 2, 3. Tạ ơn Chúa. Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sương vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Hát hay không anh chị em? Bây giờ lên một tông nữa, dám lên không? Giờ thử nhé. Bây giờ để cho xin cho lòng chúng con thử nha. Ok. Thế mà lên không nổi thì ré nhé. Xin cho lòng chúng con 2, 1. Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Cao luôn ước ao một thế giới sương vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Tới đây là hết cỡ rồi. Cho nhau một tràng hỗn tay đi. Cái này có phải là phép lạ không anh chị em? Có phải là phép lạ không? Không ăn mà hát to như thế, không biết hơi đâu ra mà nhiều như vậy. Thế mới biết rằng là cộng đoàn ở đây sức sống dạt dào. Tôi thấy như vậy, nếu mà Chúa mà có gọi anh chị em, Chúa phải lấy cái loa thật là lớn mà gọi, chứ không thể nào thường được. Vì anh chị em nhiều hơi quá. Đấy. Hát như vậy là quá sức tưởng tượng. Nên thì bây giờ cái bài này mà lên cao nữa không hát được, thế thì mình chỉ phải hát cái thấp một tí. Xin cho lòng chúng con 2, 1. Xin cho lòng chúng con luôn qua lòng dìa mà
chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sương vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quan đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con như mang có tòa nồng hơi ấm. Xin nơi Ngài đau thân khi xuống trần một đêm cô vắng, cho con được vui an đôi khó khăn, ai khó khăn giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy trần gian. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho mọi người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Mời anh chị em chúng ta đi vào khoảng khắc thinh lặng, bỏ hết tất cả những cái bận rộn, chúng ta khẽ nhắm mắt lại. Anh chị em nhắm mắt lại không phải để chê chối khả năng nhìn Chúa ban cho chúng ta, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta cái nhìn nội quan, cái nhìn từ trong linh hồn của chúng ta, để được tháp nhập trong cái nhìn yêu thương của Chúa. Tôi mời anh chị em khẽ để khuôn mặt của chúng ta được nghỉ ngơi, để tất cả các thư giãn trên khuôn mặt của chúng ta, cho chúng ta được một niềm ao ước khát vọng là Chúa đang hiện diện trước mắt chúng ta. Và tôi mời anh chị em hãy đi vào một vị trí khác, đó là vị trí mà Chúa đang đứng nhìn chúng ta. Ngài đang chiêm ngắm chúng ta, một tạo vật mà Chúa dựng nên trong yêu thương, một tạo vật mà Chúa xem đó là một kỳ công tuyệt vời, vì ở nơi đó chứa đựng sự tự do lựa chọn và sự tự do yêu thương, và luôn luôn trong khắc khoải và cố gắng, loại tạo vật đó là chính chúng ta, dẫu rằng bị vấp ngã, dẫu rằng biết bao nhiêu những khó trong cuộc sống, giờ đây khuôn mặt của chúng ta được vinh dự ngắm nhìn Chúa như Chúa đang ngắm nhìn chúng ta. Tôi mời anh chị em
khẽ để đôi vai của chúng ta được nghỉ ngơi. Thẩm thị nói với Chúa, biết bao khao khát, ao ước có Chúa trong cuộc sống, biết bao gánh nặng mà chúng con phải gánh vác trong cuộc đời. Giờ đây, chúng con xin Chúa nâng đỡ đôi vai chúng con. Những gánh vác mà chúng con tưởng chừng gần như chúng con vác trong vô vọng, nhưng chúng con biết có Chúa, Chúa đỡ cho chúng con. Vì Chúa luôn nói với chúng con, hỡi những ai khốn khó, hãy đến cùng ta, ta bổ sức cho ngươi. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Tôi mời anh chị em khẽ để đôi tay và đôi chân của chúng ta được nghỉ ngơi. Thẩm thị nói với Chúa, lạy Chúa, xin nắm lấy đôi tay của chúng con. Lạy Chúa, xin hướng đôi tay của chúng con vào tâm lòng yêu thương của Chúa, để chúng con cảm nhận được nhịp sống của lòng thương xót của Chúa, mà chúng con thêm sự cố gắng và niềm hy vọng, vì có những lúc chúng con cảm thấy rã rời. Chúng ta hãy tập mở đôi tay của chúng ta, đừng nắm lại. Hãy mở đôi tay trong bàn tay của Chúa, để đôi tay của Chúa đan vào đôi tay của chúng ta. Hãy để sức sống của Chúa truyền qua đôi tay của chúng ta, hình dung lời nói yêu thương truyền đạt qua sự nắm bắt đấy, mà nói với Chúa, lạy Chúa, xin nắm lấy cuộc đời của chúng con. Đừng để chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. Và cũng trong tâm tình này, tôi mời anh chị em hãy nói với Chúa, lạy Chúa, đôi chân của chúng con có những lúc đã bước vào những lỗi tội và những ngã rẽ riêng, nhưng ngày hôm nay được phúc ngồi lại và dừng chân lại trong tình thân của gia đình chúng con ở đây. Chúng con tạ ơn Chúa. Tôi mời anh chị em hãy hình dung ra một hình ảnh thương yêu, một hình ảnh thân thương nhất mà chúng ta trân quý trong cuộc đời của mình. Hình ảnh đó có thể là hình ảnh của vợ chồng, con cái, cha mẹ và người thân. Tôi mời anh chị em hãy dâng cho Chúa hình ảnh đó và nói với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa cho những người thân của chúng con được thuộc về Chúa như Chúa đã thuộc về chúng con. Tôi mời anh chị em điểm lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống ân tình với Chúa, và nương vào hơi thở tạ ơn Chúa, hít vào thật là sâu như một lời nguyện tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con những ký ức thật đẹp và những hình ảnh thân thương dẫn dắt, nâng đỡ cuộc sống tâm linh của chúng con. Chúng ta hít vào thật là sâu. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Hít vào thật sâu. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Và dần dần chúng ta từ từ thả làn hơi và nói với Chúa, lạy Chúa, xin lấy đi tất cả những bế tắc, những đố kỵ, những yếu đuối mà chúng con còn giữ lại trong linh hồn của chúng con. Chúng ta thả làn hơi thở ra thật dài và thẩm thị nói với Chúa,
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vậy lạy Chúa, xin chiếm hữu khoảnh khắc mà chúng con đang có đây trước mặt Chúa. Xin Đức Mẹ và Thánh Giuse đồng hành với chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn cảm nhận ra yêu thương của Chúa và biết tha thứ những gì thiếu sót của chính mình và những người chung quanh. Biết nhận ra những góc khuất của tội lỗi và làm hòa với Chúa. Và nhất là lạy Chúa, đừng để chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. À, tôi mời anh chị em khẽ mở mắt ra trong thinh lặng. Chúng ta thả một làn hơi tạ ơn Chúa trước khi chúng ta dâng lên Ngài bài hát Trời Cao. Chúng ta đứng lên. Chúng ta đứng lên. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát, ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, đừng cơn giận Chúa là Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nữ vương thánh mẫu La Vang, thánh cả Giuse, các thánh từ vị đạo nước Việt Nam, nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cho nhau một tràng pháo tay lớn đi anh chị ạ. Chúng ta an toàn. Rồi, hôm qua hôm nay về nhà có nhớ được những cái gì học từ mấy tối nay không? Có không? À, có bao nhiêu thánh sử? 4 thánh sử. Có bao nhiêu vị thánh sử viết về Giáng sinh Chúa Giêsu? 3. Hay quá. Ông nào là ông viết chuyện Chúa Giêsu trong mẫu mực và khuôn phép của người Do Thái? Matthew. Ông nào kể chuyện dòng dõi gia tộc về phía đằng bố? Ông nào?
Đoán mò. Ông nào? Mát chị, mát theo. Ông nào kể chuyện Chúa Giêsu mà lần qua Gia Phả và lần qua một chút về chuyện của về phía bên mẹ? Ông nào? Trời ơi, thiệt hay nghe. À. Rồi ông nào là người viết chuyện Chúa Giêsu mà lại không viết chuyện Giáng sinh? Ông nào? Dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Mới dậy ngày hôm qua, hôm nay quên rồi. Ông Thánh Mác gì? Mác cô. Lạy Chúa mẹ ơi, hôm qua nhắc vậy, đã nhắc là uống một ly laser xong là hết một gì? Một chuyện Thánh Kinh, Thánh Mác cô. Thế mà không chịu nhớ cái ly laser đấy. Thế mới thấy là dân ta ơi, mới có ngày hôm qua hôm nay mà quên như vậy. Thế mà đòi dậy con, tao bảo mày mày có nhớ chưa? À, chết thật. À. Rồi, cười thích chí, mát quá là mát. À. Ông nào là ông kể chuyện Giáng sinh, không kể chuyện Giáng sinh ở trên thế gian này, chẳng qua bố, chẳng qua mẹ, mà từ thuở đời đời. Ông nào? Tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Giờ Chúa cho con ra đi được rồi. Đấy. Thế chúng ta thấy tuyệt vời không? À còn thế này nữa, giờ để hỏi rẽ qua một tí giáo lý nhé. Thế thì bây giờ anh chị em biết năm nay là năm phụng vụ, năm gì không? C nghĩa là gì nào? À, không biết. Trong mẫu tự thì A rồi đến gì? Đến B rồi đến gì? C. A, B, C, một về bánh đúc. U, C, Úc, một cục mắm tôm. Ố em ôm, về ôm vú mẹ. Tớ phải dậy vậy mới nhớ. Thế tại sao mà chỉ có năm phụng vụ có 3 A, B, C đấy nào? Có bao nhiêu thánh sử? 4 thánh sử. Mà tại sao có 3 vị được nhắc tới là thế nào? Mà ông nào vào năm nào? Mà ông nào vào năm nào? Có ai biết không? Thế còn một ông không được nhắc thì bây giờ nhắc ở đâu? À. Còn mà làm lễ tiếng gì? Latin. Đây đất thánh đấy. Liệu phone ở đây mà vào mà tôi chúc giữ cho nó ra khỏi nhà ở đây nó sẽ hư ngay. Khôn hồn phải tắt nó ngay. Tắt chưa? Giờ cho lần chót nhau, cho cơ hội chót nhau rồi. Thế thì chúng ta thấy điều này là có trước Vatican II đó thì nhiều khi đi lễ bằng tiếng Latin, anh chị em có nhớ không? Secora, secovo đấy, có nhớ không? Thế thì đi lễ Latin ấy, thì tôi chỉ nhớ có một điều như vậy là làm lễ thì cha đọc cái gì trên kia mình có biết không? Không. Rồi lúc thưa thì ai thưa? À, ba cái ông giúp lễ thưa. Rồi cứ thỉnh thoảng cứ thấy nó quay đầu ra, nó quay đầu vào, nó quay ra, nó quay vào. Khi nó quay ra, quay vào là biết nó đang đọc kinh cáo mình. À. Mà nhiều khi cả năm chỉ có mỗi một bài phúc âm thôi. Cả năm có một bài phúc âm thôi. Chả thế mà mình cũng không hiểu nhiều, cho nên là mỗi một lần mà muốn hiểu nhiều thì vào nhà thờ. Mà vào nhà thờ hiểu ở đâu? Nhìn hình coi. Cho nên nhìn lên trên kia thấy mấy cái kính màu thì thấy Chúa với Đức Mẹ. Trời ơi, thế là nhớ. Chỉ có khổ một tội là Đức Mẹ thì lạy Chúa tôi, sao thấy hơi lạ lạ. Không giống như Đức Mẹ bây giờ. Có một lần tôi đến một cái giáo xứ, tôi kể anh chị em nghe rồi, có ai nhớ không? Là tôi đến một cái giáo xứ đó, lạy Chúa mẹ ơi, tí nữa là tôi nghĩa là té lăn đùng. Tôi vô tôi thấy một bên là ông, một bên là gì? Là bà. Ông bế một con, bà bế một con. Bà bế con thì mặc áo dài, mà con bà bế thì trông đẹp. Còn ông thì không mặc áo dài theo kiểu Việt Nam, mà ông mặc theo kiểu Tây. Bế con thì hình như được uống sữa bột loại đặc biệt, cho nên con lớn hơn. Bà trông có vẻ như là gì? Á Châu, Việt Nam. Còn ông thì làm sao? Lại không phải Việt Nam. Mà con ông bế thì mắt xanh mũi lõ.
Tôi hỏi anh là ông nào đây? Ông thánh Giuse. Bế ai đây? Chúa Hài Đồng. Còn hình bên này ai đây? Đức Mẹ. Bế ai đây? Chúa Giêsu Hài Đồng. Tôi hỏi tại sao hai ông bà bế cùng một Chúa Giêsu Hài Đồng mà lại hai đứa con trông khác nhau? Mà chả vậy, bà thì trông Á Châu, còn ông trông giống gì? Người Tây. Như vậy là bà lấy chồng gì? Ngoại quốc. Đẻ ra con lai. Hay nhiều khi chúng ta thấy vào nhà thờ, nghệ thuật thánh ngày xưa chứ nhìn lên gọi làm sao? Nhìn lên tường, rồi nhìn lên gì? Hình ảnh chung quanh. Rồi nhìn 14 chặng đàng thánh giá, có nhớ không? Để nhớ, để nhìn xem, để thuộc, để biết như vậy. Chỉ có vậy thôi, biết vậy thôi. Đức Hồng Y Thuận kể câu chuyện, có một lần có cái bà ấy đến, bà ấy hỏi: thưa cha, cha tiết kiệm điện, cha tắt điện sớm quá, con không thấy đường, con muốn đi chặng đàng thánh giá mà con không biết ra chặng thứ nhất nó nằm ở đâu. Xin cha chỉ cho con. Thì cha sở trả lời làm sao? Cha sở bảo: bà ơi, bà không biết à, chặng đàng thứ nhất là cái ngày bà lập gia đình với ông đấy. Thế hình thứ năng là ngày xưa biết giáo lý thì chỉ biết qua kinh nghiệm riêng của mình, rồi các cha kể chuyện Chúa Giêsu trong phúc âm tí tí vậy, trong lúc giảng thế là vậy thôi. Thế thì đâu có hiểu phúc âm đâu. Cho nên sau công đồng Vatican II, giáo hội làm một cuộc gọi làm sao, canh tân. Và cuộc canh tân đó nó hay quá, cho đến bây giờ các anh chị em tin lành họ cũng sao, họ xin và bắt chước. Có nhiều người không biết cái này, họ xin và bắt chước. Đó là bây giờ đó, như là một bức họa mà được một người nghệ sĩ vẽ, thì muốn nhìn cho trọn vẹn hình ảnh Chúa Giêsu thì phải nhìn trọn vẹn qua ba cái người họ vẽ, ba cái kiểu và ba cái góc khác nhau. Thế thì bây giờ đó, phải làm sao để đọc được hết các cái bài phúc âm hoặc là tin mừng mà được vẽ qua ba vị thánh sử đó. Thế thì bây giờ họ mới đặt ra là đặt ra năm gì? Năm A, rồi năm gì? Năm B, rồi năm gì? Năm C. Và mỗi một năm thì nhận một thánh sử, trong đó có bác ba vị. Mà ba vị này đó thì viết chuyện phúc âm, biết Chúa Giêsu theo cung cách, một cái nhìn giống nhau, cho nên là người ta gọi là phúc âm nhất gì? Nhất lãm, tức là nhìn một cách nhìn giống nhau, nhưng có những chi tiết gì? Khác nhau. Và cái cách gọi làm sao nhấn mạnh một số các cái chi tiết và cái điểm cho những cái người mà được đọc cũng khác một tí, như hôm qua ta đề cập đấy. Cho nên là chúng ta mới có 5A, 5B, 5C để mà chúng ta đọc được trọn vẹn ba vị, đó là Mác gì? Marco, rồi gì? Matthew, rồi gì? Luca. Thế còn Gioan thì sao? À, Gioan thì ông mới trình dẫn cách Chúa Giêsu không giống ai, cũng giống như hôm qua vừa nói đấy. Từ thuở ở đời đây. Thì bây giờ làm sao đây? Thế thì bây giờ có một cách để mà chúng ta có cách tiếp cận với Thánh Gioan, đó là phúc âm Thánh Gioan được đọc vào hai mùa, đó là mùa Giáng sinh và mùa phục gì? Phục sinh. Thế là coi như chúng ta được trọn vẹn cả gì? Bốn cuốn phúc âm. Hiểu ra chưa? Hiểu không? Giờ hiểu ra rồi, thích không? À đấy, đấy nhớ nhá. À. Thế thì bây giờ nói, bây giờ có nhớ không đã nào? Nhớ không? Nói giờ có nhớ không? A, B, C cho bao nhiêu vị? Ba vị. Đó là những ai? Marco, Matthew và Luca. Còn thì hai mùa phục sinh và mùa Giáng sinh thì cho ai? Thế thì tốt quá rồi. Mình nhớ như vậy. Nhớ được không? Nhớ cho đến gì? Đến chết. Chết vẫn gì? Vẫn nhớ tiếp. À đấy, nhớ cho bằng được nha. Chứ không phải ngày hôm nay học xong rồi ngày mai lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả mọi sự trí khôn và tất cả những gì hiểu biết của con, quên hết rồi. Được chưa? À đấy. Thế thì ngày hôm qua đó, chúng ta nghe thoáng một lượt chuyện Giáng sinh qua cái cách nhìn của ông Thánh Matthew, rồi qua Thánh Du gì? Luca, và một chút chút của Thánh gì? Gioan. Ngày hôm nay tôi mời anh chị em vào một cái câu chuyện thôi, đó là chuyện của ông A-dông và bà gì? Eva. Mà ai là cái người mà lần gia phả Chúa Giêsu
từ lúc Chúa Giêsu sinh ra, tức là đáo ngược lên, thay vì đi xuôi từ tổ tiên xuống người bố, thì bây giờ lại đáo ngược từ bố mà gì? Đi lên, mà lên tới A-dông và gì? Eva. Ai là người viết cái gia phả theo kiểu đó? Ông nào? Luca. Vì mục đích của ông nói Chúa Giêsu đấng cứu độ đến là để dành cho ai? Cho ai? Cho mọi người. Bởi vì A-dông Eva là ai? Là tổ tiên của loài gì? Được chưa? Ở đây ai biết ông A-dông và Eva như thế nào? Có ai biết không? Người Bắc thì không gọi là A-dông và Eva mà gọi là gì? Không có Adam. A-rông. À. A-rông e gì? Eva. Còn người Nam thì nói sao? A-dông và gì? Eva. Hiểu không? Hiểu. Dễ thương quá mà. Thiệt ác nhân. Ngồi đây một hàng đầu tiên đó nghe. Liễu hồn nghe. Lớn quớn là bị quở đó nghe. Thương không? Thương không? Thương chứ ha. Cảm ơn nghe. Tới đây ngày hôm nay giữ với tụi này là cảm ơn đó nghe. Rồi, chúng ta thấy A-dông và E gì? Eva. Chuyện ông A-dông và Eva có thật không? Có thật không? Làm sao biết là thật? Giờ hỏi không ai biết. Hả? Cái gì? Nói lại coi. À, trong Cựu Ước nói như vậy á hả? Cụ ước nói vậy tôi biết vậy thôi. Bị nói vậy thì thử ra tôi biết là nó thiệt. Vậy thì nó có thiệt không? Nó thiệt cỡ nào? 100% hả? 100%. Nó thiệt như vậy thì có ai đứng ở đó làm chứng không? Đó. Tôi đi làm việc cho sinh viên đó, tụi nó nói chứ trời ơi, mấy ông cha này kể chuyện tào lao, A-dông Eva, chuyện đó nói vậy mà có thiệt. Trời đất ơi, thời khoa học người ta bay lên tới cung trăng hỏa tinh rồi, làm ơn đóng cửa nha, máy lạnh nó ra đó nha. Trời ơi, biết ơn lo liệu đó nha. Người ta nói chứ chuyện đó, chuyện ta lên cung trăng, ta lên hỏa tinh rồi, mà bây giờ kể chuyện ông A-dông bà Eva, lạy Chúa này nghe chán, mà nó mất khoa học. Tôi hỏi anh chị em, bằng đấy người ai tin ông A-dông Eva, mà bây giờ nó có thiệt, mà ông có thiệt không? Ông thiệt thì ông phải giống mình chứ, phải không? Bây giờ tôi hỏi bằng đây người, chứ hai ông bà đó, người nào giống mình nhất, mà người nào không giống mình? Không biết. Ông, hai ông bà có giống mình không? Giống không? Người ta nói tổ tiên thì mình là con cái, tổ tiên thì mình không giống lông cũng giống gì? Giống cái. Vậy là xạo sự rồi đó. Giống chỗ nào? May ra là giống bà ấy thôi, còn ông ấy không có giống. Biết tại sao không? Ông đâu có rốn đâu. Sao cha biết? Ông có rốn không? Ông có rốn không? Có không? Vậy ai mang thai ông ấy? Thiệt. Hay nữa đó. Ông có rốn không? Bà ấy có rốn không? Bà ấy có không? Làm sao biết? Bà ấy không có rốn sao bà ấy sinh ra gì? Ra con. À, thấy không? Tôi có những chuyện như vậy. Người ta kể. Rồi ông A-dông bà bảo, trời ơi, kể chuyện gì nghe thấy tức cười. Chú ý, ngày xưa Thiên Chúa dựng nên. Ngày đầu tiên Chúa dựng nên cái gì? Chúa dựng nên gì? Ánh sáng. Rồi lúc nào dựng nên mặt trời?
Không biết. Ở đây ai biết ngày thứ mấy mới dựng lên mặt trời? Ngày thứ ba hả? À, ngày thứ hai hả? Xạo sự hết một lượt. Đấy. Mấy đứa thì sinh viên nó đi nó học xong nó về nó kể chuyện như vậy mà cũng kể vậy mà tin. Ê, buồn cười. Thời đại bây giờ mà kể chuyện như vậy thì ai mà người ta đem người ta có sức thuyết phục. Đã vậy thì còn có mấy cái ông lẩm cẩm mà đi lên trên YouTube ấy xong cái rồi lại còn bình luận rằng là mấy người công giáo này mấy người khùng tin như vậy. Không biết ai khùng ạ. Ngồi nghe xong rồi mới thấy là ai khùng ạ. Mình khùng hay là mấy người đó khùng. Cho nên là nói cái gì mình cũng phải tìm hiểu ra cho nó có lý lẽ. Ngày đầu tiên tạo dựng đến ánh sáng mà đến đây ngày thứ tư mới có mặt trời. Vậy trong 4 ngày mặt trời nằm ở đâu? Rồi hỏi thêm một câu như vậy nữa. Có biết con rắn không? Có biết con rắn không? Con rắn nó làm cái gì? Nó cám gì? Cám dỗ ai? Bé và tại sao nó không cám dỗ ông ấy? À, tại sao không nó không nhè ông cám dỗ mà nó cám dỗ bà ấy? À, thấy không? À, thì có nhiều chuyện mình không có để ý. Rồi thì nó cám dỗ ông bà ấy xong thì Chúa làm sao với nó? Chúa làm gì với nó? Chúa gì? Chúa phạt nó. Chúa phạt nó làm sao? À, nó phải bỏ. Thế thì trước khi nó phạt, Chúa phạt nó đi làm sao? Hả? À, lúc giờ nó có chân à? Thế thì Chúa phạt nó là Chúa cắt hết chân nó đi à? Tôi chưa thấy ai mà lại buồn cười như vậy. Tại sao Chúa chặt cái chân của nó đi? Như vậy có phải là Chúa mất thẩm mỹ không? Chúa phạt nó à? Đấy. Nói như vậy đâm ra tôi cũng có thể nói được với Chúa. Tôi hỏi anh chị em buồn cười thật đấy. Chúa dựng nên mọi sự mấy ngày nào? Mấy ngày? 6 ngày. Đúng không? Tin không? Chắc không? À vậy đó. Mà có nhiều khi tôi nói với Chúa như vậy. Chúa dựng nên mọi sự 6 ngày. Thế mà thằng bé này năm nay 60 mấy tuổi rồi. Cái bàn chân có mỗi cái ngón này. Mà không biết làm sao vài năm nay nó bắt đầu nó lòi ra. Bao nhiêu năm nay bây giờ vẫn chưa dựng xong. Thế bây giờ nói sao đấy? Cho nên là chuyện ông A-dông bà E-va mà cứ phải cắt nghĩa theo cái cách nhìn mà chúng ta lý luận như vậy thì chúng ta có tìm ra được chân lý không? Không. Như vậy nó phải có một cái gì đó, nó phải có một cái chìa khóa nào đó để mở cho chúng ta hiểu là cái chuyện này nó viết là như vậy đấy. Nhưng mà nó không phải gì là vậy đấy. Mà nó gì? Nó nó là vậy. Nhưng mà nó không là gì là vậy. Mà nó là gì? Vậy vậy. Và nó còn hơn thế gì thế vậy. Trời mẹ ơi. Trên cuộc đời có cái đó không? Có không? Có không? Không có làm sao người ta nói kiểu đó. Tức là nó phải gì? Phải có. Nó là vậy mà nó không phải là vậy. Mà nó là gì? Vậy vậy. Mà nó hơn gì? Thế vậy. Vậy ai là cái thí dụ tuyệt vời cho nó là vậy mà nó không phải là vậy, mà nó là vậy vậy mà nó hơn thế vậy? Ai là cái hả? Chúa Giêsu hả? Chúa Giêsu là vậy mà không phải là vậy, mà là vậy vậy. Ai? Ai? Ai là con cái Chúa? Ai? Ai là con cái Chúa? Ai là con cái Chúa? Tôi không phải. Bởi vì tôi là con đực. Đấy. Tôi nói cho anh chị em thấy có những cái nó vô lý. Nhưng mà nó lại rất có gì? Có lý. Mà nó lại không phải là cái lý lẽ đấy. Mà nó lại hơn cả lý lẽ đấy. Đấy là chân lý. À. Cho nên là ngày hôm nay ngồi xong về kể cái chuyện này. Dạy cho con cái. Mở. Người ta bảo một trong những cái mối tốt lành mà Chúa dạy chúng ta là gì? Mở dạy kẻ mê gì? Mê muội.
Mà mình cứ sống trong mê muội thì mở dậy cho ai được. Thế giờ tối nay nghe nhớ nha. Được chưa? Nhớ cho đến gì? Đến chết. Ok rồi. Thế thì bây giờ, thưa anh chị em, nếu ai hỏi tôi chuyện ông Ai Dông bà Eva có thật không, thì tôi sẽ trả lời sao là có gì? Có thật. Nhưng mà ông Ai Dông và Eva có phải giải thích bằng những chi tiết như cái cách viết đó không? Thưa không. Bởi đó là một câu chuyện mà người ta dùng cái gọi làm sao, hai ý nghĩa ở trong đấy, nhưng mà truyền tải gì? Sự thật. Bởi tiếng Việt mới có người ta gọi làm sao, văn dĩ tải gì? Tải đạo. Dùng cái lời văn mà truyền tải gì? Đạo lý. Hay nói một cách khác, nó có cái ám tỉ ở trong đấy. Nó một có một cái hình ảnh gọi làm sao, biểu trưng ở trong đó, mà nhìn vào đó có thể nhìn sâu hơn và tìm ra được sự thật. Ngôn ngữ của chúng ta nói cho cạn lời thì vẫn có thể bị giới gì? Giới hạn. Cho nên Chúa cho phép chúng ta dùng giới hạn của ngôn từ. Chúa cho phép chúng ta dùng giới hạn của những cái mà chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà không phải vì thế Chúa không có cách truyền đạt chân lý cho gì? Cho chúng ta. Hiểu ra chưa? Thế thì làm sao? Nó có những cái câu chuyện tưởng như là chuyện hoang gì? Hoang đường. Thế thì cái câu chuyện mà sáng thế ký, và nhất là cái chuyện chương thứ nhất, anh chị em biết nếu mà mở Kinh Thánh Cựu Ước thì trong chuyện sáng thế ký tạo dựng đất trời, nó không phải có một chuyện mà nó có tới hai gì? Hai chuyện. Chuyện chương thứ nhất và chuyện chương thứ hai. Hai chuyện khác nhau gần như là hoàn toàn, nhưng mà lại làm sao? Bổ túc cho nhau gần như gì? Hoàn toàn. Và hai cái chuyện này được viết ra ở hai thời đại khác nhau và ở hai truyền thống khác nhau. Thế mà Chúa cho đầu óc con người, tài năng con người, tổ tiên cho nó làm sao? Nhập lại để trở thành một cái gì? Câu chuyện truyền tải đạo lý và chân lý cho chúng ta. Bây giờ hỏi anh chị em vậy. Chúng ta là người Việt Nam, đúng không? Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là dòng giống gì? Lòng giống gì? Lòng giống gì? Tiên rồng. Có không? Có không? Bố là gì? Lạc Long gì? Lạc Long Quân. Mẹ là gì? Âu Cơ. Có không? Có tin như vậy không? Ô bỏ, thế lạy Chúa tôi. Chuyện đó không phải là chuyện tôi tin được. Thế thì bây giờ tôi ở đâu ra? Tôi chui ở dưới đất lên à? Có tin không? À đấy, tỉnh ngủ ngay. Mình có phải là con rồng cháu tiên không? Không à? Thế mình con đâu? Con ai? Mình con giun cháu dế à? Mình có phải là con rồng cháu tiên không? Không à? Mình là con ông Ai Dông bà Eva thôi à? Đó. Bởi vậy đi truyền giáo kiểu này nó chạy mất dép. Nó không bao dám vào đạo. Nó bảo ông Ai Dông bà Eva ở đâu tôi không biết. Tôi Việt Nam. Anh chị em ơi, mình quá thật là con rồng cháu gì? Cháu tiên. Bố là rồng mà mẹ là gì? Là tiên. Mẹ đẻ ra 100 quả trứng, 50 con lên gì? Lên non. 50 con gì? Xuống biển. Có không? Có. Lạy Chúa tôi, mở dậy kẻ mê muội phải mở cái này ra mà học. Tổ tiên dạy phải nhớ. Có thật. Tôi nói thiệt hay tôi nói giỡn hả? Trời đất ơi, tôi đứng đây tôi nói giỡn hả? Chuyện này chuyện chân lý đấy. Bây giờ kể cho nghe này. Kể cho nghe này. Kể. Kể nghe chân lý này. Chuyện có thật. Nó là vậy. Nhưng mà nó gì? Không phải là vậy. Mà nó gì? Là vậy vậy. Và còn gì? Hơn thế vậy. Đấy là chân lý. Mình là con rồng cháu tiên thật sự. Bố là gì? Là rồng. Mà mẹ là gì? Là tiên. Hiểu tại sao? Tại sao mà là con rồng cháu tiên không?
là bởi vì bố là rồng, mà rồng á, là một loài có thể gì mà sao lượn trên cao và đồng thời gì xuống tận gì tận biển. Bố là vậy đấy. Dòng giống của chúng ta là phát nguồn, tổ tiên của chúng ta là vậy đấy, là một sự thanh quý để có thể làm sao với tới tận gì tận cao và xuống tận gì tận thâm sâu của cuộc đời. Đấy là bố đấy. Mà mẹ là tiên, mẹ là kết tụ của tất cả tinh anh của trời đất. Đấy có phải là phù hợp với niềm tin chúng ta không? Mình có phải là tuyệt vời tinh anh của tất cả mọi sự Chúa dựng nên không? Có phải không? Thế mà tổ tiên chúng ta ngày xưa chưa được học giáo lý mà Chúa đã khai ngộ. Thần linh của Chúa đã khai ngộ để hiểu cái gọi là căn tính của mình là gì, là nó thanh quý như vậy đấy. Mẹ là kết tụ của biết bao nhiêu thanh quý từ trời. Chả thế mà người ta đào ở trong cái gọi là cổ vật, người ta tìm ra được cái trống, người ta gọi là trống đồng ngọc gì, ngọc lữ ở nơi đó. Người ta thấy bao nhiêu con chim. Hả? Có ai học không? Hình ảnh của con chim phượng hoàng trầu chung quanh cái trống, để dạy cho chúng ta thấy rằng là niềm tin tổ tiên đã bắt đầu nhận thức ra có một cái sự quý giá thiêng liêng của con người. Hay nói cách khác, tổ tiên tin là con cái mình đời sau phải hiểu là họ tin là con người đây có thân xác nhưng cũng có gì? Linh hồn. Cái hình ảnh con chim lạc Việt với tận trời cao để nhận ra điều đó. Mà cái này tôi nói cho anh chị em nghe nha, anh chị em không tin nhé. Dòng giống dân tộc của chúng ta đó, khi nói về gốc nguồn và ông gọi là ông Sở Bà Sơ, ông nào mà đứng ở đấy, cái cách viết, mỗi một dân tộc đều có một câu chuyện huyền gì? Huyền thoại. Nhưng mà huyền thoại để chứa đựng chân gì anh chị em? Chân lý. Có không? Bởi vậy chuyện mà chúng ta là con rồng cháu tiên là chuyện có thật hay chuyện không có thật? Có thật. Mình phải bắt nguồn từ đâu chứ? Và tổ tiên dạy cho chúng ta là loài con người chúng ta, dòng giống dân tộc chúng ta là như vậy đó. Cả một sự thanh quý, cả một sự uy vũng, cả một sự uy dũng kết tinh từ trời và đất để tạo nên con người. Và mẹ đó có sức để mà đẻ ra làm sao 100 đứa con. Xin lỗi các chị phụ nữ ngồi đây, tôi hỏi chị em một câu như thế này này. Anh chị em có biết trong con người của mình có bao nhiêu trứng không? Có biết bao nhiêu trứng không? Ở đây ai có thể đưa ra một con số cho tôi hiểu xem nào. Đấy, Chúa mẹ ơi, mình ở thế gian này sống bao nhiêu năm rồi mình không biết rằng là đẻ bao nhiêu đứa con mà không biết mình có bao nhiêu trứng. Bao nhiêu? 7.000 hả? Bao nhiêu? Cả triệu triệu trứng. Một lần kia, chuyện này có thật nhá, để anh chị em tôi chứng minh cho anh chị em thấy này. Một lần kia tôi dạy giáo lý Tân Tòng cho một cặp vợ chồng. Họ lấy nhau rồi, họ ở với nhau có con rồi. Cô ta đang có bầu. Cô là người Việt, anh là một người gì? Người ngoại quốc. Anh là người Mỹ, chị ta là người đi học giáo lý. Tôi mới hỏi hai vợ chồng hôm nay rửa tội, thì các bạn đến với nhau, và nhất là đứa con trong dạ của mình như vậy, các bạn cảm thấy như thế nào? Và hai vợ chồng nói: cảm ơn cha, chúng con cảm thấy hạnh phúc lắm. Bởi vì mỗi một tối về, con ghé cái tai của con trên bụng của gì? Vợ con. Và nghe cái thằng bé ở trong gì? Đứa bé ở trong bụng của vợ con nó làm sao? Nó cử động. Và họ còn chơi cái trò gọi là làm sao? À, chơi cái trò gọi là đi rượt bắt. Có nhớ ngày xưa mình đi học chơi rượt bắt không? À, chơi 50 đó, có nhớ trò chơi 50 không ạ? À, thế thì bằng cách nào? Anh ấy kể, tắt hết đèn, xong rồi lấy cái đèn pin soi vào trong bụng của mình, vợ của mình, rồi anh ta bắt đầu di chuyển từ bên này, bên trái qua bên gì? Bên tay phải. Và từ bên phải qua bên gì? Bên trái. Cái ánh sáng của đèn pin để sát vào trong cái bụng của vợ mình. Ngạc nhiên là khi anh ta di chuyển như vậy thì đứa bé ở trong bụng của vợ mình làm sao? Nó di chuyển. Ánh sáng.
Thế tôi mới hỏi, hai vợ chồng có con như vậy thì đó là một món quà phải không? Và tôi hỏi như vậy, các bạn có mở lòng có con cho Chúa không? Tại vì trước khi mà chúng ta cho họ kết hôn, mình phải hỏi câu hỏi đó. Và hai anh chị trả lời làm sao? Thưa cha, dĩ nhiên rồi chứ. Thế tôi mới hỏi, thế thì các bạn mở lòng để có con cho Chúa, thì như vậy các bạn có tự do để mà cho cái món quà đó được thực hiện không? Hay là cảm thấy ép buộc? Và cả hai nhìn nhau, em nghĩ sao? Và cô nhìn anh nghĩ sao? Thế rồi thì một hồi bảo, of course, dĩ nhiên rồi. Thế là tốt quá. Anh ta liền hỏi luôn, vậy em muốn anh cho em và em muốn có bao nhiêu đứa con? Và cô này mới hỏi anh, thế thì anh muốn em đẻ cho anh bao nhiêu đứa con? Và cô này, anh này mới hỏi với cái cô này, vậy em có khả năng đẻ bao nhiêu đứa con? Và cô trả lời làm sao biết không? À, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Nếu anh muốn, em đẻ bao nhiêu cũng được. Đẻ cho bao giờ không còn trứng nữa thì thôi. Tức là yêu thương là cả một sự chọn gì? Trọn vẹn. Và dân tộc chúng ta đó, mà nói đến người mẹ mà 100 quả trứng, tức là nói cái gì? Là mẹ, là hồn dân tộc, là tổ tiên, là một sức lực có thể làm sao cho cả một dân tộc đầy tràn nhựa sống, có thể đẻ cả trăm cả ngàn được. Cái con số trăm đó là một con số trọn vẹn để nói đến. Cũng giống như ngày hôm qua tôi nói chuyện bà Sáu đó, có nhớ không? Nhớ không? Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi nhớ không? Cái rồi ông thầy ông ra dấu bao nhiêu? Ba ngôi. Bà trả lời sao? Trời ơi, ba ngôi chứ 12 ngôi tôi cũng tin á. Ba ngôi nhầm nhò gì? Nhớ không? Tức làm sao? Người mẹ sinh cho cả dân tộc, sinh cho dân tộc, sinh cho con cái đầy tràn sự sống, trọn vẹn cả trăm cả ngàn tổ tiên chúng ta đấy. Con rồng cháu tiên là như vậy đấy. Mà mình không tin, mà mình không giữ, thì hỏi làm sao mình có thể có một ý niệm chân quý về con người của mình được. Thế bây giờ nói như vậy thấy tuyệt vời chưa? Thấy tuyệt vời chưa? Thì có tin không? Cho một tràng pháo tay lớn. Người Nam, người Đại Hàn tin rằng là tổ tiên của họ là gấu, cho nên họ nóng tính lắm, họ như gấu vậy. Còn mình không? Rồng và gì? Và tiên. Chúa soi tỏ cho cái nhìn như vậy. Hết chưa? Chưa. 50 con lên gì? Lên núi. 50 con xuống gì? Xuống biển. Trời ơi, hay quá. Người mẹ thì có cái tính tình gọi làm sao? Dịu dàng. Người bố thì có tính tình gì? Cương cường. Hôm nọ tôi đến một cái chỗ kia, có một cha kia kể chuyện bảo, cha ơi cha, nói ra phải tội. Ông A Dông bà Eva. Mẹ thì làm sao? Mẹ thì như dòng gì? Dòng nước. Được ví như gì? Biển cả. Có không? Bố thì được ví như gì? Là núi. Công cha như núi gì? Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước gì? Trong nguồn chảy gì? Chảy ra. Có không? Mẹ như dòng gì? Dòng sông. Mẹ như bể gì? Bể cả. Mà trong sông, trong bể thì có gì? Có gì? Có nước, rồi có gì nữa? À, có biết bao nhiêu thủy gì? Thủy sản, thủy sản. Có gì? Có cá. Còn bố thì ở đâu? Ở trên núi. Mà trên núi thì có gì? Có rừng, rồi có gì nữa? Có cây, rồi có muôn gì? Muôn thú. Hay không? Bởi vậy là mẹ thì gì như dòng gì? Dòng biển. Mà dòng biển ôm gì? Đàn cá. Mẹ là dòng biển. Mẹ là như con cá. Mẹ ăn cá nhiều. Mẹ bao trùm cá cho mẹ đầy cá tính. Cho nên phụ nữ đầy cá tính. Còn bố ở trên núi thì muôn thú. Bố ăn nhiều thú nên bố đầy thú tính. Lạy Chúa. Sao lại vỗ tay? Bí
Vì vậy giờ Chúa dựng nó lên như vậy. Cãi nhau với mấy chị phụ nữ, đừng cãi nhau làm chi, tại bà đầy cá tính. Bà là biển là cá mà. Còn ông ấy thì sao? Về nhà hễ có đồ ăn là ông khoái à? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Tối về nhà ông này, hè, được nha. Nổi thú tính lên. Đùa tí cho vui vậy thôi. Thế thì bây giờ anh chị em thấy nha, chuyện ông A Dông bẻ vào có thật không? Có thật không? Có. Nó thật ở chỗ nào thì kể cho nghe này. Cái thật ở chỗ này này. Đó là thứ nhất, ở cái chương thứ nhất á, thì anh chị em thấy Chúa dựng nên mọi loài. Mà Chúa dựng mọi loài bằng gì? Bằng lời. Có thấy hình bóng Chúa không? Không. Mà chỉ thấy uy gì? Uy quyền của Chúa qua gì? Qua lời. Mà lời có uy quyền không anh chị em? Có không? Có. Có không? Bây giờ tôi với anh chị em, mà anh chị em không biết tôi là ai, thế mà bây giờ tôi đi đâu người ta cũng nhìn tôi, người ta chào làm tôi nhiều khi xấu hổ. Mà tôi không biết anh chị em là ai, mà anh chị em đến chào cha tôi cũng phải chào lại. Nhưng mà trong lòng mà, cái xím này là ai vậy? Nhưng mà anh chị em này rất gì? Rất biết tôi. Tại sao vậy? Vì gì? Vì lời. Tôi lắm gì? Lắm lời. Người ta nói lắm lời thì là gì? Lắm gì? Lắm chuyện. Mà anh chị em cũng nhiều gì? Nhiều lời. Cho nên anh chị em nhiều gì? Nhiều chuyện. Mà lắm chuyện với nhiều chuyện ở với nhau thì suốt đời chỉ có đi hóng gì? Hóng chuyện. Đó là lời Chúa. Suốt cuộc đời mình sẽ đi hóng chuyện. Mà thay vì hóng chuyện mù khú thì hóng chuyện chân lý và hóng chuyện niềm gì? Niềm tin. Đấy là số kiếp của chúng ta. Và phúc cho những ai hóng chuyện. Bởi vì nước trời là của gì? Của họ. Hiểu sao hiểu? Đồng ý không? Đã nào? Đồng ý không? À đây. Thế thì bây giờ anh chị em thấy Chúa dựng nên mọi sự bằng gì? Bằng uy gì? Uy quyền. Bằng gì? Bằng lời. Lời phán một cái là được. Thấy không? Bây giờ đó, ở nhà ông ở ngoài đường thế nào không biết, mà ông về đến nhà mà sau khi ăn cơm xong mà bà bảo ông sao? Ông phải lo rửa gì? Rửa chén. Ông phải lo dọn dẹp giùm cho tôi vì tôi bận cả ngày tôi mệt rồi. Thì ông có làm không? Có làm không? Cha đừng xúi bậy. Ông có làm không? Làm chứ. À, nói cái câu của cha là ông phải làm. Ông mà không làm tôi bảo cho ông biết, một lời phán ra linh hồn ông dẫy đành đạch. Một lời phán ra linh hồn ông được liền gì? Liền đã. Ông phải liệu đấy. Là bởi vì sao? Bà, và cho dù có sợ ông mấy anh nữa, ông có là người vũ bão đầy gọi làm sao? Thú gì đấy. Nhưng mà nếu bà ấy đã dùng cái lời của bà ấy thì lạy Chúa tôi khiếp không? Bà ấy không mắng, không chửi. Bà ấy không có gọi làm sao tam bành lục tặc. Bà ấy làm sao? Im tin thít. Nhưng mà đến chiều bà bắt đầu rỉ rả như cơn mưa bắt đầu sao? Rơi nạn nặng xuống như buổi chiều ngày hôm nay. Rồi thì sau nhiều ngày nó thành bão cấp gì? Cấp 1. Rồi nó lên bão cấp gì? Cấp 2. Đến bão cấp gì? Cấp 3. Nó tốc cả gì? Mái nhà. Có không? Và thường mà bà nổi cơn tam bành lục tặc thì bà hay nói tiếng gì? Tiếng lạ. Nói xong mình cũng không biết mình nói gì. Đúng không? Nhưng bà làm cái gì thì làm, bà vẫn có cái lời đi vào được lòng của gì? Của ông.
Tôi nói anh chị em nghe nha, hôm qua tôi ngồi tôi nói chuyện với trà sứ nói chứ tôi nói thiệt với cha nha, chân lý nó chỗ này nè. Đàn ông cái gì không biết, đàn bà làm cái gì cũng thấy hết á. Hỏi sao vậy? Thì tôi hỏi cha chứ ăn ngon thấy gì? Thấy má hay thấy cha? Người ta nói ăn ngon thấy mẹ. Cay gì? Cay thấy gì? Thấy bà nội. Đúng không? Có ai nói ăn ngon thấy ông nội đâu. Bà dữ thấy gì? Thấy bà luôn à. Có không? Đó, cha Hưởng nói tôi không nói à. Trà sứ của anh chị em, ngài dễ thương lắm, ngài có nhiều chân lý lắm á. Thành thử hôm nào đi ngang qua thấy ngài phải cung kính trước mặt ngài, lạy Chúa con. Quả là một bậc thầy sống. Thành thử ra chúng ta thấy bằng gì uy gì? Uy quyền. Và trong cái câu chuyện Sáng Thế Ký nó hay lắm, là bởi vì nó dựa trên chuyện huyền thoại. Cái văn hóa huyền thoại, cái văn hóa huyền thoại của dân Babylon. Bởi vì cái câu chuyện nó được viết và được soạn và được sao tổng hợp trong thời kỳ đau khổ nhất của dân tộc, đó là bị tan tành mất hết cả gì đất nước. Và người ta cho đi lưu đày ở đâu? Ở Babylon. Thứ nhất, vua quan cho đi trước. Rồi thứ hai, những người khỏe khỏe tiếp tục đi sau. Rồi thứ ba làm sao? Tất cả mọi người đi, chỉ có những người ốm đau bệnh tật được ở lại. Rồi thì đền thờ là biểu trưng của sự hiện diện của Thiên Chúa, thì họ làm cái gì? Họ phá sạch tành tanh. Bởi vậy ông Thánh Matthew ông viết chuyện chuyện mà gia phả Chúa Giêsu đó, ông viết từ cụ tổ Abraham đến gì? David, để David đến gì? Đến lúc đi đầy ở Babylon. Rồi sau đó để quay trở lại từ Babylon cho đến khi Chúa Giêsu sinh gì? Sinh ra. Cái mốc điểm mà trong cái thời gian đau khổ nhất. Và trong cái lúc đau khổ đó, cái câu chuyện nó bắt đầu được gì? Được kết tụ để làm gì? Để truyền đạt tư tưởng chân lý cho ai? Cho con cháu của mình. Bởi vì nếu không làm điều đó thì chỉ trong vòng chóng vánh nó sẽ mất gốc. Nó sẽ không biết gốc của cha mẹ nó ở đâu. Nó sẽ không biết được là nó được mời gọi sống để mà thờ phượng một Thiên Chúa giữa một bể cá của một cái xứ sở của những giống dân ở chung quanh. Tin vào ai? Đa gì? Đa thần. Hiểu ra chưa? Vì vậy trong cái văn hóa đa thần nó có những cái câu chuyện huyền thoại nói về gốc nguồn của con gì? Con người. Thế thì người Do Thái tin là có một Thiên Chúa tạo dựng nên đất trời, tin rằng là Thiên Chúa sẽ không bỏ con cái mình, tin rằng là sẽ có đấng thiên sai bởi trời xuống. Và vì thế để truyền đạt tâm tưởng và tâm lý đó thì họ phải kết tụ tất cả cái niềm tin của mình trong một cái văn hóa nào đó nó thích hợp để truyền đạt cho con cháu mình nó nghe, mà nó thấy nó có thể tiếp gì? Tiếp nhận được. Ngày hôm nay mà tôi nói anh chị em, kể chuyện cho anh chị em ngày hôm nay mà ngồi ở đó mà nói theo cái kiểu thần học, anh chị em hiểu không? Đấy, bây giờ phải khai mở một cái cách khác. Bây giờ nói chuyện với con cái của mình, bây giờ nói cách nào? Bây giờ nói đến tình yêu mà nói đến cái chuyện thế nọ thế kia, nó đâu có biết. Nhưng mà bảo nó thả tim, nó biết không? Nó biết không? Mà mình có biết không? Mình không biết à? Lạy Chúa mẹ ơi. Thế thì anh chị em sống ở trong thời gì? Thời đại nào? Trong khi nó biết cách thả tim mà mình cứ không biết thả tim là gì. Trời đất ơi. Bây giờ có biết thả tim là gì chưa? Đấy. Tập đi. Chúa ban cho cái đó là văn hóa hết đấy. Tôi nói với anh chị em nhiều lần rồi, hai vợ chồng già hục hạc với nhau, đến lúc làm việc đền tội, bây giờ bảo đọc một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng, đọc xong ngày mai lại phạm tội tiếp. Có không? Lại cãi nhau tiếp, có không? Chí chóe tiếp, có không? Thế thì bây giờ làm sao mà mình làm cho họ việc đền tội mà lại đi bảo họ đi làm cái đó nữa thì có ích gì, ích lợi gì? Phải tìm một cách gì? Cách khác. Tôi mới bảo việc đền tội hai anh chị, hai bác, hai ông bà mỗi tối ăn cơm xong chịu khó
đi dạo ở ngoài công viên 2 vòng và đọc kinh nhưng không đọc chung với nhau. Hãy thì thầm đọc riêng, nhưng mà đến lúc xong vòng thứ 2 rồi thì quay lại làm dấu cho nhau rồi đi về nhà. Bảo thưa cha, đọc kinh mà lại không đọc chung thì làm sao con đọc được? Con đọc kính mừng mà không có người thưa kinh làm sao con đọc? Bảo đấy mới là phép lạ. Còn nếu mà đọc kinh mà có người thưa kinh thế nào cũng ra gì? Ra chuyện là bởi vì chưa xong 10 kinh kính mừng thì ông đã sáng gì? Sáng danh. Một hồi đến chưa hết vòng thứ nhất bảo này ông này ông đọc kinh thiếu. Rồi lại ỏm tỏi lên, có không? Đấy. Tôi đâu có bắt làm cái kiểu như vậy. Tôi bảo việc đền tôi là gì? Dắt nhau đi lần hạt, mà lần hạt một cách gì? Thì thầm. Đến lúc mà hết 2 vòng mà xong được 50 kinh thì hãng về đi ngủ. Thế thì đi 2 vòng chưa xong thì vẫn dẫn đi tiếp. Bà bảo tôi xong rồi đấy, còn ông sao lại còn lòi kinh ra? Thế thì ông nhìn bà. Bà đọc theo cái kiểu của bà, vận tốc đi như vậy làm gì mà không có làm sao, không xong trước tôi. Thế lại bắt đầu đi tiếp, đi lại. Tôi bảo là làm lộn thì làm gì? Làm lại. Nói lộn thì nói gì? Nói lại. Thế lại bắt đầu làm sao? Giáp tay nhau, già. Cái giống già rồi đi nó mất thăng bằng. Cho nên là ông ngả qua bên này thì bà cũng ngả qua bên này. Ông qua bên này, bà cũng ngả. Mà việc đền tội ai nhìn vào cũng phục. Bởi vì bằng đấy tuổi đi một mình thì được, đi 2 mình nó cứ ngả qua ngả lại, người ta gọi là đi 2 hàng. Mà nhờ đi 2 hàng như vậy mà bây giờ hết bệnh tiểu đường đấy. Mà không còn cãi nhau nữa. Rồi làm sao nữa? 2 ông bà bắt đầu sao? Đi những cái buổi tối như vậy thì bắt đầu mới tìm ra, à cha dạy, cha bày ra cái cách này, chẳng phải là cha bày trò để mình gọi làm sao, à làm trò hề cho nhau. Mà lúc đi như vậy mới thấy là lạy mẹ ơi, về sau này bà đi trước, bà đi trước. Và ông cứ nhớ là mỗi tối dẫn bà đi mà không có người dẫn đi. Ông cứ đi khệnh khạng như vậy mà ông cứ vừa đi vừa khóc. Và cứ đi như vậy mỗi tối đọc kinh cho đến khi mà không còn trí nhớ nữa. Rồi Chúa cất về. Mà còn thế này nữa, đến lúc mà con cái nó coi phim Đại Hàn, nó chỉ cho cái cách thả tim. Đến lúc mà đọc xong kinh tối đi ngủ phải chúc phúc cho nhau, bởi vì cha bảo là trước khi đi ngủ không có được cãi nhau, không có được đọc kinh chung với nhau để rồi thì chí chóe, mà chỉ đọc riêng. Học xong rồi về nhà trước khi đi ngủ phải làm gì? Phải ban phép lành cho nhau. Cho nên là về nhà phải làm mỗi người một giường. Già rồi không có ngủ chung được, bởi vì ngáy không ngủ được chung với nhau. Nó có một cái bàn gọi làm sao, bàn buổi tối để cái đèn tối. Mà cái đèn ở bên Mỹ nó cũng vui lắm, không cần phải chốt điện, không phải có cái chốt mà bật lên cái tích phải tắt, tắt nó thì không có nữa. Bên đó giờ nó tân tiến lắm, tại vì những người già nhiều khi họ không có cái, họ đi ra đi vào, họ lên xuống giường họ té, cho nên là nằm trên giường vỗ tay một cái thì làm sao đèn nó tắt, vỗ tay một cái đèn nó gì, nó sáng. Phép lạ. Cho nên trước khi gọi làm sao tắt đèn thì 2 ông bà làm sao hướng về nhau, chúc lành cho nhau bằng cách nào? Nhìn vào nhau đắm đuối. Rồi quay qua nhìn nhau. Hết chưa? Chưa. Mấy đứa con mình nó thả tim, bây giờ cũng bắt chiếc thả tim. Rồi bà làm, bà chúc lành cho ông. Ông làm dấu xong. Rồi ông chúc lành cho bà. Bà làm dấu xong. Rồi sao? Vỗ tay, đèn tắt, đi ngủ.
về kể lại mà. Thưa cha, từ khi đó giờ chúng con nên thánh. Mà thích lắm, bảo thưa cha, con thích cha lắm, bởi vì cha dạy chúng con nên thánh, chứ cha không bảo chúng con làm thánh. Bởi vì làm thánh phải chết đã, nên thánh thì còn sống. Muốn làm thánh thì phải gì? Phải chết. Cha đâu có dạy làm thánh đâu. Bởi vậy ở đây trong cộng đoàn đây, mà ai mà sống trong đời sống hàng ngày của mình mà lúc nào có vẻ như là một người gì? Làm thánh, thì người đó coi chừng đấy. Thế nào một đêm nào đó chú cũng gọi cho đi trước. Bởi muốn làm thánh thì phải gì? Phải chết. Còn nên thánh thì chú làm sao? Chú dạy từ gì? Từ từ. Có không? À thế thì cái câu chuyện sang thế ký, 3 ngày đầu là cái cảnh của gọi là hoang tưởng, hoang đường của sự sáng tạo ở những cái chuyện mà thần thoại khác. Nó cũng giống giống tương tự như chuyện Sơn Tinh và Thủy gì? Thủy Tinh. Hai cái ông thần gì? Tranh đua nhau mà tạo nên vũ gì? Vũ trụ. Thế thì người Do Thái bảo không, Thiên Chúa của chúng tôi không như vậy. Thiên Chúa của chúng tôi không phải là một Thiên Chúa tạo dựng nên mọi sự bằng một cách ngẫu gì? Ngẫu nhiên. Mà Thiên Chúa của chúng tôi là một Thiên Chúa có một kế gì? Kế hoạch. Và muốn có một kế hoạch thì ngày nào có việc ngày đấy. Đó là chân lý. Và Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trong tình yêu, cho nên mỗi một ngày tạo dựng xong, Chúa bảo vào mọi sự đều gì? Tốt, đẹp. Đẹp không? Mình có đẹp không? Đẹp. Thích không? Đấy. Cái gì nó cũng đẹp cả. Bây giờ cho chọn làm thiên thần với chọn làm người thì thích chọn làm gì? Ai ở đây muốn chọn làm người giơ tay lên. Còn ai ở đây muốn chọn làm thiên thần giơ tay lên. Mấy người này là dở hơi. Thiên thần có xác không? Biết thiên thần cũng có xác mà mình còn xác lù lù ở đây mà dám giơ tay rồi làm thiên thần. Mát ơi là mát. Cho mấy cái ảnh mát ra một tràng pháo tay đi. Đây chú ạ. Thế mà cũng nói làm người là tuyệt vời nhất. Bởi vì làm người hỏi ăn ngon có biết không? Ngon như thế nào? Biết nói không? Biết. Bây giờ mà hỏi thiên thần, thưa thiên thần, thịt chó có ngon không? Thì thiên thần trả lời làm sao? Không, thiên thần biết chứ. Thiên thần bảo gì? Ngon. Hỏi ngon như thế nào? Thì thiên thần trả lời làm sao? Vì nó ngon. Tại sao vậy? Vì Chúa dựng nên mọi sự đều gì? Đều ngon. Có xác đâu mà biết ăn. Mà vì đem ra mà ví nó mà trả lời. Đúng không? Đúng không? Còn hỏi mình thì hỏi thịt chó có ngon không? Thì trả lời sao? Ngon. Ngon như thế nào? À tuyệt vời. Sống trên đời có miếng thịt gì? Thịt chó. Chết xuống ông phủ biết có hay gì? Hay không? Thịt chó ăn vào, nó nhét vào trong răng mình 3 ngày, cậy ra vẫn thơm như thường. Đúng không? Ui dồi ôi. Đấy, làm người á thì tả được bằng đấy sự. Nhét nhét răng 3 ngày, cậy ra ăn vẫn gì? Xỉa ra ăn vẫn gì? Vẫn ngon như thường. Ui dồi, nói cái gì thật. Có một lần kia, có một cái anh thử một cha, ngài là thừa sai. Một thừa sai nhá, tức là ở bên Tây ấy, qua bên đây truyền giáo trong nhà dòng tôi ấy. Hỏi cha đó, bây giờ ngài lớn tuổi rồi mới về lại bên Canada, bên Gia Na Đại. Thì một ngày nọ mới ôn cố lại những kỷ niệm Việt Nam mà, cha có nhớ thịt chó không? Nhớ. Ăn được không? Cha có biết ăn không? Ừ, để cha nói cho con nghe như vậy này. Xong hỏi chắc không, chắc biết ăn thịt chó không? Ngài chẳng bảo có hay không. Ngài bảo để cha bảo con biết vậy này. Thịt chó à, có biết ăn không à? Thịt chó đó con, thì ăn thế nào không biết, nhưng mà tiết canh chó để 3 ngày sau
con lấy cơm nguội con trộn lên ăn ngon lắm con ạ. Thế thì biết ngài thuộc loại gì? Siêu rồi. Thế thì làm người có thích không? Thích không? Thế làm người nó có những cái đau khổ nhưng mà nó cũng có những cái hạnh gì? Hạnh phúc. Thích không? Thích. Có thích con người mình không? Thích không? Ừ. Mai mốt chết rồi ngày sau Chúa cho thân xác sống lại thì mình thích như thế nào? Mình nhìn mình thích như thế nào? Mình thích thân xác của mình nó như thế nào? Đẹp, đẹp như thế nào? Nếu Chúa cho sống đến 80 tuổi thì mai mốt ngày sau sống lại thì cái xác của mình nó giống ai? Thích sống xác của mình giống lại giống ai? Giống một bà 80 tuổi phải không? Đúng không? Đúng không? Không à, thế vì sao? À, trẻ ra như một bà gì? Bà tiên. Chúa gọi mình 80 tuổi Chúa mới gọi đi. Còn ông xã nhà mình, ông lão nhà mình Chúa gọi đi lúc 40 tuổi. Đến lúc mà ngày sau sống lại, xác của ông ấy sống lại, ông 40 tuổi, ông đứng gần mình thì mình lại bảo: Lạy Chúa tôi, mày con cá nhà ai vậy? Này con cái nhà ai vậy? Sao dám đứng đường gần? Không có được, không có lễ phép gì cả. Nhường chỗ cho bà chứ. Giê-xu đi tính tâm mùa vọng mà cứ cười hô hố như vậy. Thế thì bây giờ mới thấy làm sao là à hay quá. Sách Sáng Thế Ký kể là kể chân lý, cho nên đâu có phải là kể cái chuyện gọi là chi tiết lẩm cẩm. Người ta hình dung ra cái thời đại đó với cái niềm tin xác tín là có một Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Cho nên Thiên Chúa tạo dựng mọi sự thì có một kế gì? Kế hoạch. Và mỗi một ngày thì đều có một việc Chúa làm. Cho nên ba ngày đầu là phân rẽ. Ba ngày đầu là phân rẽ từ cái này qua cái khác. Từ ánh sáng qua bóng gì? Bóng tối. Từ vòm nước trên là đến vòm nước gì? Dưới. Cái hiểu biết của họ ngày xưa, người ta đâu có biết ở trên kia là mây rồi mưa xuống đâu, mà người ta cứ nghĩ là ở trên trời có một cái gì, có một cái lưới cạn ở trên đó che đậy cái nguồn nước ở bên trên, cho nên hôm nào mà cái chỗ đó mở ra thì nước nó làm sao, nó mưa xuống. Người ta hiểu vậy thôi, tức là chia rẽ nước ở trên và nước ở gì, ở dưới. Rồi đến ngày thứ ba thì giữa nước ở gì, ở sông và gì, và đất, và đất gì, đất liền. Rồi ba ngày kế tiếp khi phân rẽ ra cho nó có trật tự, tức là Thiên Chúa là một đấng gọi là có sự quan phòng uy quyền, tạo nên mọi sự có trật tự rõ ràng. Rồi bây giờ ngài mới bắt đầu làm cho sinh sôi nảy gì? Nảy mở. Cho nên là mới bắt đầu có trên bầu trời thì có gì? Có mặt trời, rồi có gì? Mặt trăng, rồi có ngôi sao, có tinh gì? Tinh tú. Rồi mặt đất thì có gì? Có thú. Rồi thì mặt biển, ở dưới biển thì có gì? Có cá. Mẹ là cá, mẹ là biển, là sông, mẹ đầy cá tính. Còn bố ở trên gì? Trên núi. Bố đầy gì? Tôi không dám nói. Vui không? À, Chúa tôi Sáng Thế Ký. Mà nó có khoa học không? Có khoa học không? Đấy, ngày xưa người ta suy tư như vậy để truyền tải chân gì? Chân lý. Và để rồi đến ngày cuối cùng thì đầy đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Con là number one, con có number two ngày hôm qua có nói rồi, nhớ không? Cần bao nhiêu người mới có mình ở đây? Cần phải có gì? Trăm trăm triệu người mới có gì? Mới có ta. Và bây giờ đến ngày sau cùng thì Chúa tạo dựng nên loài người giống hình ảnh ai? Của Chúa. Tôi hỏi anh chị em, có cái chuyện Sáng Thế Ký nào mà nó tươm tất, mà nó xúc tích, mà nó đầy ý vị, nó đầy yêu thương bằng cái câu chuyện đó không? Cho nên cái câu chuyện mà dựng nên trời đất theo cái cung cách đó có phải là một chuyện có thật không? Có không? Bởi vì được dựng nên trong chân lý và được dựng nên trong yêu gì? Yêu thương. Mỗi một ngày dựng nên xong thì Chúa đều bảo làm sao? Và mọi sự đều tốt đẹp. Nói cách khác, con thật tuyệt gì? Tuyệt vời. Bây giờ hiểu ra chưa? Hiểu ra chưa?
lạy Chúa Mẹ ơi, hết hơi rồi. Bây giờ hiểu ra rồi phải không? Đấy. Nhưng mà sáng thế ký đó là chuyện viết gọi làm sao? Viết sau cùng. Tức là viết khoảng độ 400-500 năm trước khi Chúa Giêsu sinh gì? Sinh ra. Nhưng mà có một chuyện sáng thế ký, tức là một chuyện tạo dựng khác được viết ra xưa hơn chuyện đó nữa. Gần 900 năm. Tại sao người ta biết? Là bởi người ta lần ra được các cái ngôn từ của cái người viết và cách xưng hô của họ với Thiên Chúa, thì họ biết được là cái khoảng thời gian đó, cái ý niệm về Thiên Chúa như thế được phát sinh. Cho nên họ lần ra được cái gì? Cái thời gian. Và câu chuyện đó thì nó không theo cái lớp lang của cái gì? Uy quyền, mà nó theo lớp lang của gì? Tình gì? Tình yêu. Đấy. Hôm qua tôi mới nói Thiên Chúa là đứng đầy uy gì? Uy quyền. Nhưng đầy lòng thương gì? Thương xót, chấp nóng giận và giàu tình yêu, tình thương. Đấy là Chúa của mình đấy. Nó tóm gọn được vào hai câu chuyện sáng thế ký. Thì chuyện thứ hai làm sao? Chuyện thứ hai bây giờ lại không có theo cái cách của chuyện thứ nhất, mà lại ví von, dùng cái sự ám tỉ của ngôn từ và hình ảnh để nói lên một Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa xa cách, mà là một Thiên Chúa cưu mang, như một người mẹ cưu mang. Thiên Chúa như thể là một nhà nghệ sĩ tác tạo lên một cái gọi làm sao? Một cái sản phẩm tuyệt vời, hoặc là văn chương, hoặc là một bài hát thật đẹp. Và Thiên Chúa đã làm gì? Thiên Chúa đã bắt đầu ngồi nắn gì? Nắn đất gì? Đất sét. Có không? Nói cách khác, người ta nhân cách hóa Thiên Chúa. Bởi vì nhân cách hóa tức làm sao? Tức là đặt Chúa giống hình ảnh của một con gì? Con người. Tức là đi theo trong cái kiếp người, dùng cái kiếp người, dùng cái hình ảnh của con người để mà có thể với và hiểu ra Chúa là ai với mình. Và hình ảnh Chúa như thế nào? Chúa nắm. Và Chúa nắm làm sao anh chị em? Chúa nắm một cục gì? Một cục đất. Nói một cách khác, tạo dựng nên chúng ta là được nắm lên trong cái gọi làm sao? Sự sáng tạo yêu thương của Chúa qua bàn tay trực tiếp của Thiên Chúa. Hết chưa? Chưa. Nó chỉ là cục đất thôi. Nó chỉ là cục đất thôi. Nó lổ lộ đứng ở đấy thôi. Để rồi thì khi Chúa làm cái gì thì nó mới bắt đầu lay động. À, thổi vào trong cái cánh gì? Cánh mũi. Tức là Chúa cho, Chúa cho tạo vật đó có linh gì? Linh hồn. Thế thì bây giờ thưa anh chị em, họ có những cái học thuyết họ bảo là con người được sinh ra từ loài gì? Loài vượn sửa xưa. Thế thì mình tin không? À, thưa anh chị em, mình có thể tin cái luật tiến hóa đó không? À, thưa anh chị em, có thể tin. Người ta gọi là tiến hóa. Nhưng mà không phải tiến hóa theo cái cách mà người ta nói, tức là từ cái loài khỉ rồi con người ta bắt đầu làm sao vươn và bắt đầu qua từng cái gọi là giai đoạn văn minh, để rồi thì qua cái sự sinh tồn, đi từ cái lúc bốn chân rồi thì làm sao, rồi thì làm sao phải tìm miếng ăn manh áo, ở đây không có áo, tìm miếng ăn, mà bây giờ cây nó cao thì bây giờ làm sao phải gì, phải với. Với riếc thì từ từ lưng mình nó gì? Nó thẳng. Thì đi bằng hai gì? Hai cẳng. Người ta nói cái văn minh của cái loài người khi mà bắt đầu đứng thẳng đi bằng hai chân thì nó thoát ra một cái nền văn minh mới. Cái loài đó đi qua cái luật tiến hóa. Cũng giống như cái con gọi làm sao? Con thạch sùng ấy. Mà nó ở trong, hay là cái con rắn hay con gì đó, nó ở trong khe đá thì cái da nó làm sao nào? Nó làm sao? Nó giống cái màu gì? Màu đá. Tại vì nó phải làm sao? À, nó phải tạo nên cái sự phản ứng tự nhiên để nó sinh gì? Sinh tồn. Ta gọi là tiến gì? Tiến hóa. Thế thì bây giờ tôi hỏi anh chị em, cái đó có khoa học không? Có không? Có chứ. Chúa đâu có dạy chúng ta phản khoa học đâu. Nhưng mà thưa anh chị em, đức tin dạy chúng ta điều gì? Đức tin dạy là
có một cái loài mà Chúa dựng nên, có thể nó giống như cái loài gọi là loài vượn đấy, trông xem xét ra như vậy đấy. Có thể là nó sẽ không có một cái gọi là bản năng của con người đấy, nó cũng giống như một cục gì, cục đất đấy. Thế nhưng mà khi Chúa thổi gì, thổi hơi sự sống thì nó có linh gì, linh hồn. Thì tổ tiên con người cũng như vậy. Cái hay là cái lúc nào là lúc Chúa cho cái loài đó được có linh gì, linh hồn. Và nó là một loài đặc biệt, nó không phải là loài gì, loài vật. Hiểu ra chưa? Hiểu ra chưa? Đấy. Cho nên cái thuyết tiến hóa theo cái nhìn của giáo hội mà Đức Thánh Cha Biển Đức nói có, nhưng mà tiến hóa theo cái nhìn của niềm gì? Niềm tin là Chúa dựng theo loài. Có loài là loài vật, nhưng mà có loài Chúa quan phòng để rồi Chúa thổi hơi sự gì? Sự sống, có linh hồn để trở thành loài gì? Loài người. Hiểu ra chưa? Được chưa? Cũng giống như mình ngày xưa thì mình thấp hơn, mình gọi làm sao? Nhỏ nhắn hơn, mình không có cao. Nhưng con cháu của mình trong cái thời đại chừng độ 10 năm trở lại đây nó làm sao? Tại sao vậy? À, sữa, rồi gì nữa? Các thức ăn có không? Đấy có phải sinh tồn không? Có không? Nó phải thích gì? Thích gì? Thành thử ra nó cái gene của nó làm sao? Thích ứng thì nó bắt đầu nó làm sao? Nó trội lên. Nó cao không? Cao chứ. Thế thì như vậy có khoa học không? Có không? À đấy. Thế thì cái câu chuyện nó hay cái chỗ này là Chúa thổi hơi sự sống vào và Chúa gọi đó là A gì? Adam. Và Chúa dựng nên một loài nữa để song hành với Adam. Và Chúa dựng cái loài đó bằng cách nào anh chị em? Lấy cái xương sườn. Mà có thật có phải lấy xương sườn không? Chúa lấy đi cùng một cái người ta gọi là tác chất, hay là một cùng một thể chất mà dựng nên ông A-dông, thì Chúa dùng cùng một thể chất mà Chúa dựng nên ai? Eva. Vì thế A-dông và Eva đều được dựng nên bình đẳng trước mặt ai? Trước mặt Chúa. Được chưa? Được chưa? Cho nên không có cái cảnh gọi là chồng Chúa vợ gì? Vợ tôi. Nhớ như vậy. Ở đâu mà chồng Chúa vợ tôi là phạm tội đấy? Chớ có như vậy. Mà Chúa cũng hay lắm, Chúa lấy cái xương sườn của cái ông này ra là tại vì sao? Vì để cho người này trở thành một người gọi làm sao, đầu ôm tay gì? Tay kể chứ không tay ấp. Chúa thấy ông chồng mà ấp vợ thì lạy Chúa thì nhìn nó làm sao ấy. Nó hỏi gì làm gì, tối nay ông làm ơn ông ấp tôi nghe. Chúa mẹ ơi, nghe câu đó thấy chạy mất dép luôn. Đầu ôm tay gì? Tay gối hay tay gì? Tay kè. Chứ đầu ôm tay ấp thì hơi mệt. Tôi có nói chuyện này rồi, có một lần tôi hỏi người ta thì có một bà cụ nói là đầu ôm tay kè hay đầu ôm tay gì? Tay gối là gì? Thì không ai trả lời được. Thì có mỗi một bà cụ đó ngoài 70 cụ nói: thế thì cha không biết à? Tớ biết thì tớ đứng đây làm gì? Và bà bảo: thưa cha, đầu ôm tay kè, đầu ôm tay gối, nó ấm lắm. Đấy là chân lý đấy. Bởi vì Chúa dựng nên để cho cái gì? Nó ấm lắm. Hiểu ra chưa? Hiểu không? Chồng Chúa vợ tôi và bà ra đây, Chúa dựng bà nên để tôi ấp bà. Chúa mẹ chạy mất dép. Đầu hàng Chúa luôn. Đồng ý không? Đồng ý không? À đấy, thấy Chúa tuyệt vời không? Chúa rất tế nhị và nó đẹp như vậy. Chúa dựng nên lấy cái xương sườn để làm sao gì? Cận kề với nhau, tay đan tay, chân gì? Chân khệnh khẳng. Để song hành đi với nhau suốt cuộc gì? Cuộc đời. Trông giống như cái chung. Bị vậy mà con mới thấy nhát cái chung. Đúng không? Đấy. Hết chưa? Chưa. Rồi Chúa cho mọi sự xong rồi Chúa để cho đặt gì? Đặt tên các loài Chúa gì? Chúa dựng. Có không? Có. Hồi đó Chúa dựng nên bà Eva, biết lý do tại sao không?
là bởi vì ông A-dông ông càm ràm với gì? Với Chúa. Ông nói chứ trời ơi, ở thế gian này mà suốt đời chỉ có một mình một cõi, mà muốn ôm Chúa thì ôm làm sao đây? Nó còn nhớ Chúa quá, còn muốn ôm Chúa tối nay, còn muốn đầu ôm tay gì? Tay kề với Chúa. Chúa nói làm sao đây? Chúa hết lời luôn. Chứ nói anh cha này nó hỏi câu này chắc tao không biết đường nào tôi lần. Bởi vì Chúa dựng nên loài người mà vẫn còn có một vài điểm Chúa vẫn không quan phòng được, là dựng nó nên một ngày kia nó đòi ôm mình. Vì nói với nó là ta là tình yêu tuyệt vời của con chỉ đến với ta là đầy đủ. Nó thích quá, một hôm nó đòi bây giờ cho nó được ôm, thì giờ Chúa bí lù luôn, không biết làm sao đây. Thế là phải có cái kế hoạch làm sao dựng cho nó một gì? Người bạn đời. Và trước khi dựng cho người bạn đời, Chúa cũng bảo: con ơi, cha đây đủ rồi, tại sao mày còn đi tìm ai nữa? Mà nhưng mà cha không chịu gọi là để cho con ôm. Thế thì Chúa phải đầu hàng thôi. Thế là Chúa gì? Chúa cho. Nhưng mà trước khi Chúa cho thì Chúa biểu ông đi gì? Đi ngủ. Có không? Tại sao ông bắt ông đi ngủ? À, là bởi vì để cho ông được có sự ngạc gì? Ngạc nhiên, đúng không? Khi ông tỉnh thức ông sẽ thấy gì? Eva. Nhưng mà trước khi đó Chúa sẽ nói với ông điều gì? À dòng con ơi, con nên nhớ điều này nhé. Giây phút này là giấc ngủ bình an cuối cùng của đời con. Vì cái loài mà ta dựng nên con nó đầy cá tính. Thế là đúng thật. Đến lúc tỉnh dậy một cái thấy bà e gì? E bà. À. Mà không biết là bà này là loài gì mà sao thấy giống mình. Thì thích không? Thích. Mắt nhắm mắt mở, tỉnh dậy trong giấc mơ, thấy một gì? Một loài khác đang tiến về mình. Mà Chúa bảo đây là bạn của con đấy. Đây là loài mà con ao ước mà cha đã dựng con nên, cha dựng nên cho con đấy. Loài này là giống tất cả mọi sự, tất cả những gì cha dựng nơi con thì cha dựng cho con người này, loài này cùng một thể chất như con. Nhưng mà ông A-dông bảo con hiểu thì như vậy, nhưng mà con nhìn thì con thấy giống con mọi sự nhưng mà cũng khác con mọi sự. Thế là ông bối rối, ông không biết làm sao. Muốn ôm mà sao thấy cái người này kỳ quá, ôm sao đây? Ông quýnh lên, ông đem ông gì mừng, ông quýnh lên, ông nói wow. Mà ông từ trước chỉ có mình ông là man, ông wow man. Bây giờ ráp cái chữ wow với man nhập lại với nhau nó thành women. À, thấy cái loài hay không? Có chuyện sang thế ký nào mà đẹp như vậy không? Mà tỉnh tứ như vậy không? Chúa của chúng ta đẹp tuyệt vời như vậy. Thế bây giờ chúng ta thấy Chúa tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Bây giờ hiểu ra sáng thế ký chưa? À, giờ ngã rẽ ra một tí thôi trước khi kết thúc. Chồng thôi đi chậm quá, một chút nó có bão. Nếu mà nó có bão người ta lại chửi, người ta lại đem ra người ta chửi tôi. Mà người ta nói thiệt cái ông cha này ngu thấy gì? Thấy bà nội. Thế thì làm sao đấy? À, con có quyền chọn lựa mọi gì, mọi sự, nhưng có một cái con không có gì được chọn. Hay nói theo cái kiểu cách mà ví von tí, con có thể chọn mọi cái, nhưng mà có một cái con thể không có thể chọn mà không có đó được. Đó là thiên gì? Thiên Chúa. Và cái lựa chọn đó là chỗ nào? Khi lựa thì chúng ta gì? Chúng ta phải chọn. Có không? Lựa thì nhiều, mà chọn thì có một. Đúng không?
Đi chợ thì có quyền gì? Lựa. Nhưng mà khi đã mua thì phải gì? Phải chọn. Đúng không? Thế thì bây giờ bằng đây tuổi rồi nhìn nhau, tối nay về nhìn nhau, hỏi một câu rất khiêm nhường: có muốn chọn lại không? Sao lại vỗ tay? Và nếu ai bảo tôi muốn chọn lại thì bên kia sẽ trả lời vì sao? À, bên kia trả lời sao? Giỏi ngon, thử đi. Tuổi này ra kia liệu có đứa nào nó lựa cho không? Cho nên làm gì thì làm, thú tính mấy chăng nữa thì cũng không thể nào thắng được cái loài nó đầy cá tính. Đó là lời gì? Lời Chúa. Giê-xu lời Chúa thôi. Tính tâm ngày hôm nay diễu thật. Hiểu ra chưa? Giáng sinh là gì? Giáng sinh là quay trở lại câu chuyện tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa tạo dựng nên con gì? Con người. Mà vì con người chọn nhầm, lựa sai mà Chúa không nỡ để chúng ta mất đời đời, nên Chúa đã quan phòng để con một bỏ trời xuống đất, mặc lấy xác phàm và ở giữa gì? Chúng ta. Khi gẫm bấy nhiêu sự đấy thì chúng ta mới bắt đầu thấy lạy Chúa con thật tuyệt gì? Tuyệt vời. Và Chúa cũng thật gì? Tuyệt vời. Và đêm Giáng sinh chỉ có thể trọn vẹn khi hiểu điều này. Lạy Chúa, nếu con còn có ao ước mà tham lam đi lựa nữa thì bây giờ con phải liệu gì? Liệu hồn. Mà phải gẫm lại xem là con nên lựa cái gì và con nên chọn ai. Được chưa? Được chưa? Cho nên trong những ngày này đi xưng tội xong về nhìn nhau đắm đuối và nói với nhau điều này: lựa cái gì và chọn gì, chọn ai. Đó, đoạn là hết việc chuộc tội cho thiên hạ. Amen. Cảm ơn anh chị em. Cười từ từ, đừng có cười nhiều quá, đứt nút áo. Cười nhiều quá, cao máu. Thế bây giờ hiểu tại sao mà cha kể chuyện này để mà nhập vào trong hình ảnh Giáng sinh, hiểu rồi chưa? À, giờ thì trước khi mà dứt lời, tôi muốn nhường lời lại cho cha gì? Cha Sở. Là người nói là cái gì nó cũng vui thấy gì? Thấy bà nội luôn. Dạ, con mời cha. Mấy ngày hôm nay thì cộng đoàn chúng ta đã lựa nhiều thứ, mà chọn thì chọn cha. Cha đi tới đây bởi vì hôm nay có nhiều cái lựa lắm, mà cũng không có lựa ở nhà để đi bảo, mà ở đây thì chúng ta vỗ tay ghế hoan hô cha. Kính thưa cha, chúng con ở các hội đoàn cũng rất là vui mừng được cha nhín thời giờ quý báu đến đây để giúp cha hội đoàn hiểu về gia đình. Thì chúng con chân thành cảm ơn cha. Và riêng sứ đạo chờ đuổi thì chắc còn nhiều cái thiếu sót, tiếp đón cha cũng chưa được tốt lắm, xin cha cũng thông cảm. Hy vọng là kỳ sau mà cha chọn thì chắc khá hơn. Dạ. Trong siêu nhiều cái lựa này cha chọn ở đây thì kỳ sau nó sẽ khá hơn. Thiệt ác nhân. Nói vậy để nói trong cái tâm tình vui vẻ cảm ơn cha rất là nhiều.
Con cũng không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn chắc Chúa trước rồi tới cha, gửi cha tới đây sau. Rồi chúng ta chống trong pháp tay. Cảm ơn Ngài. Bây giờ chúng con có một cái bó hoa tặng cha chúng ta. Anh chị em có thấy không, có hoa đẹp không? Vậy mà giờ tôi mới nhớ đó nha, bó này sao giống cái bó hoa người ta dâng cho Đức Mẹ ngoài hang đá quá em. Thưa cha, con thấy là hoa hồng đó là hình như nói tới tình yêu đó. Mà hình như hoa hồng nó có gai á. Bị vậy mà con nhìn con thấy ớn. Cảm ơn cha. Thế thì thưa anh chị em, mình thấy thì tích tâm có vui không? Vui. Thế gặp Chúa có vui không? Vui. Thế thì sống từ giờ trở đi đó là sống làm sao phải mang cái đời sống phải thật là gì? Là vui. Và vui có ý nghĩa, và vui trong cái hy sinh, vui trong cái đau khổ của mình. Và nhất là đừng có để mình phải sống lìa xa Chúa. Đồng ý không? Đồng ý không? Thành thử đó. Mình tuyệt vời không? Tuyệt vời. À, đó. Đó. Ngay này bây giờ chúng ta đứng lên dâng Chúa một lời nguyện. Và tôi thấy là đêm nay có thể là chúng ta dùng cái giây phút này, chúng ta có thể hát bài hát đêm đông được, hát khen mừng Chúa được. Bởi vì bài hát đó hát vào lúc Giáng sinh, nhưng mà ngay trong khúc này Chúa Giáng sinh thật sự ở đây. Anh xem có đồng ý không? Chúng ta dâng Chúa một lời nguyện. Lạy Chúa là Cha đầy lòng thương xót và yêu thương, Chúa cho chúng con niềm vui bất tận của Chúa. Chúa cho chúng con niềm hy vọng và tuyệt vời yêu thương của Chúa. Chúa cho chúng con nguồn cảm hứng bằng tình yêu thương đó, nên cho chúng con dám sống cuộc sống ngày hôm nay và dám dấn thân cho tất cả những gì chúng con có và chúng con được mời gọi. Dạy cho chúng con làm hang đá một cách đơn sơ bé nhỏ như gia đình Thánh Gia, Thánh Như Xe và Đức Mẹ, cho chúng con được cái hạnh phúc và cái vinh dự được đứng đó cận kề với các đấng để được nhìn thấy Chúa sinh hạ trong lòng chúng con. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang đường. Trong hang bé lem tánh sáng qua lan tưng bừng, nghe trên không tiếng hát thiên thần vang lừng đàn ngân sướng ca. Ôi Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta, người hỡi đến xem Chúa Giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần, người đem ân phước xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê Lêm thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Nơi hang Bê Lêm ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát
hóa Giáng sinh vì ta. Người ơi, hên xem Bethlehem tôi Chúa Giáng sinh khó khăn thấm hèn. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen. Trước khi ban phép lành cuối cùng cho anh chị em, tôi xin anh chị em làm một cái việc phúc. Trước khi chúng ta về đó, tất cả các cái bài hát đó, thì chúng ta có thể được chúng ta gom lại để vào một cái chỗ ở phía cuối làm sao mà cho người khác có, hoặc là không để ở đây. Mình bỏ trên cái sàn ở trên đây để cho anh chị em ấy lại. Rồi kế tiếp đó, là anh chị em chúng ta xếp các cái ghế theo loại của nó, theo cái loại của nó, và chúng ta cho để sát vào tường. Được không anh chị em? Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen. Buổi thính tâm chúng ta chấm dứt. Chúc anh chị em lên đường bằng an. Ta một lần nữa cảm ơn anh chị em nhiều lắm. Xin cộng đoàn ý kiến.